Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Đại đường ra. Chúng ta về nhà thôi. Cô nương, cô sao đột nhiên lại nhào lên như vậy? Cô đang làm gì vậy? Đại đương gia, bộ dạng này của người, ta tỉnh lại rồi, nhưng người lại ngủ quên rồi ư? Không sao, để ta đánh thức người giống như là người đã đánh thức ta. Bây giờ ta còn đang rất tỉnh táo, cô nương sao phải đùa giỡn với tại hạ như vậy? Vậy người có còn nhớ bản thân tại sao lại ở đây hay không? Ta chỉ biết là ta muốn về nhà, hơn nữa ta muốn tìm một người đưa cô ta quay về. Người muốn tìm ai? Không biết, ta không nhớ nữa. Chỉ nhớ trước khi ra khỏi cửa, có người dặn dò ta là muốn đưa cô ta về nhà. Người mà hắn nói là Uyển Nhi hay sao? Vậy ngươi có biết nhà ở đâu hay không? Biết làm thế nào quay về hay không? Quay về, hình như có người đã từng dặn dò ta phải xây dựng liên hệ gì đó với cô ta. Nhưng hình như qua vài năm, rốt cuộc là có ý gì ta không nhớ. Hơn nữa, hắn ở trong giấc mơ tìm kiếm mình thời gian mấy năm, đại đương gia. Xây dựng liên hệ có lẽ là chuyện mà đại đương gia đều sẽ làm mỗi lần ở trong ký ức. Làm bạn với ta lấy được sự tín nhiệm, sau đó dùng ngôn ngữ chỉ dẫn cho ta. Nếu như thành công xây dựng được liên hệ, giữa ta và hắn sẽ xuất hiện sợi dây màu bạc kim này. Đây, có lẽ chính là chìa khóa để về nhà. Ngươi là Trình Đại Nội, trại Cáp Mô chính là nhà của chúng ta. Ngươi chính là đến để tìm ta, chúng ta quay về thôi. Ngươi xuất thân ở núi Thanh Ngưu, Cầm Xuyên, còn có, bây giờ ngươi là chủ của Lương Châu. Trại Cáp Mô có Tần Man, cha con Từ Thần Cơ, Lưu Quan Trương Triệu, Cao Phi Hổ Phi Báo, Hoàng Quản Gia. Ngươi có 4 người vợ, Tô Anh, Miễu Chỉ, Nê Hoa, Uyển Nhi. Còn có Liệp Thợ Rèn, Trương Thợ Rèn, còn có rất nhiều huynh đệ ở Trường An. Những cái tên này nghe rất là quen thuộc, hình như ta đã từng nghe qua rồi. Nhưng mà ngươi là ai, có quan hệ gì với ta? Ta và Trình Đại Lôi rốt cuộc là có quan hệ gì nhỉ? Ta đến ngay cả bản thân cũng không biết. Trình Đại Lôi, hắn ở trong lòng của mình rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Là phu quân của Uyển Nhi quá xa lạ, tuyệt đối không thể nào xây dựng được liên hệ. Là bằng hữu, nhưng mình và hắn đã từng trải qua vô số ký ức ở trong mơ, gặp nhau hết lần này đến lần khác. Sao có thể dùng một từ bạn bè bình thường thì có thể khái quát? Là người nhà, huynh muội, tỷ đệ, cha, con. Không đúng. Không phải là như vậy. Ê, đầu óc này của mình lại suy nghĩ lung tung cái gì nữa vậy? Đại Nôi, rốt cuộc là có quan hệ gì với mình? Trong ký ức từng lần ở trong giấc mơ. Thật ra mình sớm đã biết rồi, chỉ là lo lắng người nào đó, mới không dám nghĩ tới, không dám nói. Nhưng ở đây là trong mơ, ở đây không có cô ấy. Mình sẽ vì hắn, vì để cứu bản thân của mình. Ta là Nhiếp Ẩn Nương. Là vợ tương lai của ngươi. Cô nương, chúng ta vẫn là lần đầu tiên gặp nhau đúng không? Nếu như cô nấy tại hạ là đùa giỡn. Sự đùa giỡn này cũng hơi quá rồi đấy. Không đùa, Trình Đại Nội, ngươi có thể làm phu quân của ta. Ta thích ngươi. Nhiệm vụ hoàn thành. Ngươi. Ta không đùa. Ta nghiêm túc. Con gái trong giang hồ chính là có qua có lại như vậy. Trình Đại Nội, cho dù ngươi nghĩ như thế nào, dù sao ta chắc chắn là cũng sẽ đi theo ngươi rồi. Nói ra rồi, mình đều đã nói ra rồi. Nhưng mà tại sao lại không có sợi dây xuất hiện? Cốn kiếp, ngươi đều đã quên hết rồi, ngươi có thể quên được chứ? Cho dù đó chỉ là nhiều giấc mơ, nhưng sao ngươi có thể quên được? Trình Đại Nội, trước đây ta không hiểu tại sao Uyển Nhi lại thích ngươi. Khi ta nghe Uyển Nhi nói về quá khứ của cô ấy, khi cô ấy nói về mặt thần thái phấn khởi, trong mắt đều lấp lánh. Cô ấy nói đến chuyện của ngươi ở núi Thanh Ngưu, ngươi đã từng viết thư ở Trường An. Một đại ca xã hội đen như ngươi đã liều mạng để khiến cho cô ấy vui vẻ. Cô ấy nói kiếm khách ở trong nghìn dặm cướp hồn, đưa theo công chúa lang thang ở trên thảo nguyên, lãng mạn tốt đẹp biết nhường nào. Cho dù ngươi có nhiều vợ như vậy, nhưng cô ấy vẫn thích ngươi. Ta thậm chí còn cảm thấy là không thể nào thuyết phục. Vậy tại sao cô lại thích ta? Căn bản không muốn thích ngươi, một tên nhiều lòng như ngươi. Ta ghét ngươi, ngươi đã cướp đi Uyển Nhi. Nhưng mà ta thỉnh thoảng cũng sẽ nghĩ, nếu như thật sự có một người như vậy,
khi ta gặp khó khăn, khi ta gặp khó khăn nhất, hắn không mang tất cả mà đến giúp ta, vậy ta nhất định cũng sẽ thích hắn đúng không? Sau đó ta đã có thể hiểu cho Uyển Nhi, nhưng đến bây giờ ta đố kỵ với cô ấy. Ta đố kỵ gia thế của cô ấy, đố kỵ cô ấy có một tuổi thơ tốt đẹp, đố kỵ câu chuyện của cô ấy và ngươi. Hơn nữa ngươi nà, vì Uyển Nhi không bị tổn thương mới đến cứu ta có đúng hay không? Khốn kiếp, ngươi cho chút phản ứng đi chứ, ta ghét nhất là loại người như ngươi. Ngươi nói chuyện bao đồng, sao cứ phải đến đây cứu ta bằng được? Ngươi là cái gì của ta cơ chứ? Giả làm anh hùng gì chứ? Ngươi từ khi bắt đầu cứ giết ta luôn đi cho rồi, còn đỡ hơn ngươi của bây giờ, cho dù chết ở trong giấc mơ đó cũng là do ngươi tự tìm. Dù sao loại người như ta hại nhiều người như vậy sớm đã lên chết đi rồi. Khốn kiếp, ngươi ở trong ký ức của ta để lại nhiều dấu vết như vậy. Khi tổn thương là ngươi, khi cô độc là ngươi, khi vui vẻ cũng là ngươi. Khi tổn thương, ký ức từ to đến, ký ức từ nhỏ đến lớn, tất cả đều là ngươi. Ký ức đã bị ngươi chiếm hết rồi. Cho dù tương lai của ta cả cho người khác cũng mãi mãi không thoát được dấu vết mà ngươi để lại. Trình Đại Lôi, khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp.